các loại rau là rau này ăn nó đẹp giá lắm. À. Ừ, chống chống ung thư, chống lão hóa, giàu vitamin C, giàu các nguyên tố vi lượng. Này nó chất nhiều chứ. Chúng đi làm rau gì ăn nó đảm bảo thì mình ăn thôi. À. Cái này là mình cái này là cái gì vậy mấy chị? À, bó xôi hả? Dạ. À, bó xôi, cái giống bó xôi là cái như vậy đây. Cái này là giống này là vườn ươm hả? Người ta trồng, người ta gieo sẵn cho mình, cái mình đem về mình cấy đây hả? Dạ. Đẹp chưa? Đó là cái bó xôi á. Nè, một người một ngày cấy được ba người ngày cấy được sao không? Hả? Hơn chứ. Dạ hả? Dạ. Ba người một ngày cấy hơn một sao hả? Dạ. Giỏi đấy chứ. Nhanh tay cứ thế mà rồi cắm liên tục rồi. Làm nhanh tay lắm. Cháu ở đâu đây? Đâu mày làm đây? Cháu ở Nghệ An. À Nghệ An hả? Dạ. Cái vào làm công là công tháng luôn hả? Không, làm lập khoán. À, làm khoán cấy hả? Chuyên cấy hả? Dạ. À, cháu là chuyên cấy bó xôi hay là cấy cái gì nữa? Cây chi cũng cấy cả. Hả? Cây chi cũng cấy. À, vậy hả? Dạ. Cây chi cũng cấy. Dạ. À. Sao mấy cô nói sao? Đây người đẹp quấy nhiều á, để cho anh em. À, cho anh em vào chiêm ngưỡng chứ. Đó chứ sao. Đây là bà con cấy rau bó xôi nè, rồi là rau bina đó. À, ăn đẹp da hả? Mình cấy này khoảng bao nhiêu ngày thì bắt đầu với thu hoạch được hả cháu? Một tháng hả? Rau bina này một tháng, cấy một tháng là thu hoạch được. Mình nắm như vậy mình không có sợ nó hư cái bầu hả? Không, cái này nó cũng dễ sống. À, dễ sống hả? Nó có cái bầu nhỏ nhỏ, mấy cái rễ là cắm xuống là nó sống hả? Dạ. Nó chết, chết queo à. À, trồng cắm sơ sơ thôi hả? Dạ. À, nó bám cái rễ sơ thôi là bắt đầu vài nữa rễ tự nó phát triển. Mà nếu mà bao cắm sơ như vậy thì vài nữa khi mình thu hoạch á là đôi khi rút vẫn còn cái bầu á ha. Nó tan hết. À. Là nhóm tụi cháu là chuyên đi 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 cấy cây thôi. Gì làm được. À mà hả? Cháu cũng ở Nghệ An đây hả? Là khi mà cô chủ mà cần cái giống rồi các thứ các loại cây là gọi là mình có mặt liền. Yeah. Bình thường nếu mà khoáng như vậy làm mấy cái này như vậy á thì một ngày mình kia một trung bình mỗi người được khoảng bao nhiêu tiền? Ngày hả? À. Trung bình 300-400 gì đó. À, làm khoáng thì mình phải làm thật là nhanh và làm cho nó đạt năng suất thì tiền nó cũng phải cao hơn ngày công lao động bình thường nhé hả? Thì cũng đi nhau thôi. Sao như được? Làm khoáng mà. Khoáng này đi này phải đi sớm hơn chút thôi con. Ừ. Đây là cái công đoạn đầu của trồng rau bina đây. Cái giống này mình mua ở đâu cháu biết không? Nhà vườn họ đặt nhà mô. À, nhà vườn họ đặt nhà mô thì nhà mô họ làm giống ra bắt đầu là họ giao. Ừ. À, không. Vườn này bà con cũng trồng rau bina nhiều lắm. Bên kia một đám xanh xanh đó cũng là rau bina đó. Ăn rau này đặt da hả? Dạ. Rau này chủng lão hỏi ra
thấy bà nào giá đẹp á. Ai hả? Cháu là tên gì đây? Dạ cháu á. Hả? Cháu tên Thu. Thu hả? Dạ. Cháu vào được bao lâu rồi? Cháu vào 10 năm rồi. Ôi chà, 10 năm rồi hả? Dạ. Đi làm 10 năm rồi đó. Dạ. Giỏi chưa? Giỏi chứ. À, có nhà trong này chưa? Cháu ở nhà trả góp chú. À, ở nhà trả góp hả? Dạ. Nhà ở xã hội hả? Dạ. Mua nhà ở xã hội hay sao? Trả góp. Trả góp á. Thì tháng. À. Tháng mỗi tháng đều góp. Nhưng mà chủ quyền thì muôn năm là của người ta đó, cái gì? À, Yến ở nhà thuê đó này nè, đó đó dễ thương lắm. Nhưng mà ở nhà thuê mà nói nhà trả góp á, nhóm 4-5 người cháu là ngày có cấy được 2 sào không? Ngày vài sào chứ, đó là chung có cây thì cấy, cấy khi nào hết thì thôi. À. Dạ. Nhanh tay lắm không? Có gạo chứ không... Ừ, nhanh rồi, có gạo á. Dạ. Đúng rồi, quê mình có nhiều đất để làm không? Không có đất mới vào đây làm mượn này chú. À vậy hả? Mà quê mình không có đất hả? Ngoài quê Nghệ An bà con đất đai cũng ít lắm. Năm trận lũ quét đi rồi lấy đâu ra nữa. À, cứ ăn rồi cái lũ miết hả? Rồi vẫn khi nào cũng cực khổ vậy á. Đến rồi, chuẩn bị trồng cái gì? Trồng hành. À, hành tây á hả? Dạ. Ừ. Hành tây trên đồi thì đẹp lắm. À, trà hành củ này này củ to à, hành thì trồng ở ngoài trời nó đẹp hơn. Dạ. Đẹp hơn trong nhà. Trong nhà đấy là ở trên kia là hành F2. À, hành trên này là F2. Dạ, còn hành F1 nó củ nó to lắm. Ừ, củ to lắm. Nói chung là hành Đà Lạt nó ngọt, không phải như hành Trung Quốc đâu. À, hành Đà Lạt nó ngọt không như hành Trung Quốc hả? Ê, bà con lao động mà bà con cũng biết rõ. Biết hành Đà Lạt nó ngọt, nó đẹp mà nó ngọt hơn hành Trung Quốc. Kể cả về Nghệ An thì đâu có mua hành Trung Quốc đâu. À, bà con về Nghệ An cũng dứt khoát là tìm hành Đà Lạt mua hả? Dạ. À, thấy không? Hành Đà Lạt tại bà con vì nó an toàn. Ừ. Mình trồng là mình biết ha. Mình trồng mình biết. Mình trồng mình biết, còn hàng Trung Quốc thì đôi khi nó xử lý thuốc rồi các thứ xử lý đất á. Và mấy cái thuốc cấm á. Nó qua xử lý rồi. À, nó xử lý nữa. Thành ra là không có tốt. Cái rau bina này đợt này được giá, thành ra thấy bà con trồng hơi nhiều đây nè. Dạ. Đây cũng là cái vấn đề cảnh báo đây. À, đợt này bà con trồng rau bina hơi nhiều. Và cho nên không biết giá cả tới đây nó như thế nào. Chứ còn khả năng thừa thì rất là lớn. Trong các loại rau là rau này ăn nó đẹp giá lắm. À. Ừ, chống ung thư, chống lão hóa, giàu vitamin C, giàu các nguyên tố vi lượng. Này nó chất nhiều chứ. Chúng đi làm rau gì ăn nó đảm bảo thì mình ăn thôi. À đúng rồi. Bản thân mấy cô đi làm cho nên mấy cô biết là cái rau nào thì ít thuốc, rau nào nhiều thuốc, mà Đà Lạt bây giờ làm thì rau tương đối an toàn. Tức là làm rất là kỹ và không có lạm dụng thuốc. Cho nên là bây giờ cũng đỡ lắm. Nông sản của Đà Lạt bây giờ đỡ lắm bà con. Nói chung là bà con càng ngày thì càng bà con càng hiểu rằng rau bình trồng đây cần phải đưa ra thị trường và cần phải đưa vào siêu thị. Và trong khi đó là con cháu mình nó ăn cũng nhiều. Bởi vậy cho nên là bà con hạn chế tối đa cái vấn đề thuốc bảo vệ thực vật mà trong những danh mục cấm. Thì khi danh mục cấm nhà nước, một phần là nhà nước ta không đưa về nữa rồi, cấm đưa về. Còn một phần là thuốc bây giờ nó cũng mắc chứ nó không có rẻ. Bởi vậy cho nên là bà con cũng hạn chế sử dụng. Cho nên là rau Đà Lạt đôi khi bà con nhìn thấy cái mùa mà mưa gió rồi các thứ thì rau nó kém hẳn. Nó kém vì sao? Vì ít sử dụng thuốc. Chứ nếu mà sử dụng thuốc nó vẫn khắc phục được những cái đó. Cái hàng Trung Quốc á, mùa mưa gió rồi nó vẫn làm ra những hàng đẹp. Nhưng mà Đà Lạt thì dứt khoát hàng hóa nó có mùa mà mưa gió ngập lụt rồi các thứ thì hàng nó không đẹp, là do người ta rất ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để mà chống lại, chẳng hạn như là mà các loại côn trùng tiến trùng rồi các thứ nè, rồi các loại virus trong đất, thì Trung Quốc họ sẽ cũng vẫn sử dụng những cái thuốc mà hiện tại là mình đã cấm nhập, là nhập của Trung Quốc á, mình cấm nhập.
đó là những danh trên một thuốc cấm nhập, nhưng mà Trung Quốc họ vẫn sử dụng và họ trồng lên cái nông sản họ đưa vào Việt Nam mình sử dụng. Mà trong khi mà mình nói xin lỗi chứ có một số bạn đọc đã xem rồi đôi khi nói rằng tại sao là mình không trồng đẹp như Trung Quốc mà mình cứ ngồi mình rên. Nó không phải là rên, nếu mà muốn làm đẹp như Trung Quốc thì người ta làm đẹp như mơ cũng được. Nhưng mà nhập về cái thuốc đó đi rồi người ta làm. Đây nhà nước cấm mà, tức là khi nhà nước đã kiểm nghiệm rồi, nhìn thấy những cái rau hoa đó, rau đó mà nó có mang nhiều độc tố mà trong quá trình canh tác thì bên Trung Quốc họ vẫn sử dụng cái thuốc đó, họ vẫn cho lưu hành. Thì Việt Nam mình đã cấm hẳn. Và từ chỗ cấm hẳn đó thì nông dân mình đã không sử dụng nữa rồi. Thành ra ba cái bệnh tuyến trùng trong một số loại cây thì nó có thể nó vẫn còn hoành hành. Nó làm cho cây trồng của Việt Nam mình nó không được đạt, cái màu sắc không được đạt và bảo quản không được lâu so với hàng của Trung Quốc nhập qua. Nhưng mà bà con mình vẫn phải áp dụng cái quy trình mà Bộ Khoa học Công nghệ đã giao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã giao là không được sử dụng những cái danh mục thuốc cấm. Còn một số doanh nghiệp mà chẳng hạn như là hàng sách tay hay nhập lậu rồi một số thuốc rồi các thứ mình cũng có nghe nói, rồi người ta đem về người ta trồng nó vẫn đạt, thì cái đó là mình không có bàn tới, tại vì cái đó thì cần đến cơ quan chức năng để mà giám sát xem thử cái vấn đề nhập đó nó có đúng hay không, thì mình cũng có nghe nói, nhưng mà đó là số rất là nhỏ. Sở dĩ Trung Quốc có được cái chất lượng đồng đều và đẹp như thế, phải nói là họ kiểm soát rất tốt các đối tượng gây hại trong đất. Tuy nhiên là cái việc kiểm soát đó phải dựa trên các cái thuốc bảo vệ thực vật có nhóm độc cao và đặc hiệu đối với tuyến trùng. Thì những thuốc này chúng ta cơ bản là đã được đưa ra khỏi danh mục sử dụng và chúng ta đang dùng từ những nhóm thuốc mà tiên tiến hơn so với Trung Quốc. Vì vậy cho nên cái hiệu quả từ tuyến trùng thì nó không thể tuyệt đối được. Và vì vậy cho nên là cái hình thức của cũ thì nó không bằng của Trung Quốc, nhưng mặt độ an toàn thì chắc chắn là sẽ cao hơn. Làm giờ rồi, mấy giờ mình nghỉ ăn trưa cháu? Dạ, thì lúc nào ăn thì ăn thôi. À, lúc nào đó thì ăn thôi. Dạ. À. Lúc nào đó thì ăn, còn bây giờ làm thì vẫn cứ làm cái đã. Dạ. Tết rồi có về ngoài quê không? Dạ, cũng biết sao có tiền thì về, không có tiền thì sẽ ở lại thôi. Khi nào, năm nào mà được mùa, nông dân mình được mùa được giá rồi các thứ công việc nó ổn định thì mình đi có tiền ha. Dạ. Rồi mình về ha. Còn nếu mà năm nào mà công việc không ổn định thì mình ở lại đây mình kiếm người yêu còn sướng chứ gì đâu. Hiện tại không có ai yêu hết, tội chứ kìa, đây người đẹp à, hồi nãy mình thấy mình không kịp quay dở khẩu trang ra nhìn thấy đó là người đẹp thực sự á, mà cuối cùng rồi da hồng thì không vậy, nhưng mà nó bây giờ hiện tại chưa có ai yêu nè. Để cho cháu lên sống, cho cháu kiếm người yêu này. À, để cháu lên sống, cho kiếm người yêu. Bạn này tên gì đây? Dạ. Tên gì đây? Tên khó nghe lắm. Khó nghe, nói thử coi. Đó. Nghe được không? Nghe, chỉ nghe được đúng không? Nghe đi, nói đi. Thì ở Đà Lạt thì có tên Hoa với tên Tí. Hoa hả? Hoa với rau đó. À, cái Hoa với rau thế hả? À, tức là giờ chắc là tên Hoa Rau đây, hoa tức rau. Là chuyên đi làm rau. Tên Hoa, chuyên đi làm rau gọi là Hoa Rau. Hoa Rau. À. Có bạn này tên Hoa đây. Mà hài hài cho nó vui đó mà. Rồi có chồng chưa? Gần có rồi. À gần có, vẫn chưa có chồng giống như cô kia, bây giờ đang tìm người yêu nữa đó chứ. Tìm hả? Có tìm chưa? Đang tìm hả? Gần có hả? Gần có rồi đó. Chà, vậy là chắc là người yêu đâu cũng gần trong cự ly một vài cây số đây thôi chứ không xa, cho nên là người ta nói nhất cự ly như cường độ mà ha. Dạ. Cự ly gần thì mặc dù đôi khi áp lực nó lớn tí xíu, nhưng mà việc gì đến thì cũng đến nhanh hơn, đúng không? Đúng không cháu? Dạ. Công nhận được kìa, dạ kìa. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Đến hồi khi nào thu hoạch thì có người ta gọi đi thu hoạch, có đi thu hoạch nào không? Có đổi họ đi thu hoạch. À, chuyên thu hoạch khác, còn tụi cháu thì hay đi cấy, thành ra là chuyên đi cấy rồi ha, là dạ. Chính ha. Thế cũng tốt. Có người họ đâm hàng. Ừ. Đám này mấy sào đây hả cháu? Dạ. Đám đang cấy này mấy sào?
rau bina khó đoán lắm hả? Dạ. À, nhiều hả? Anh nói chứ đoán cũng dễ đoán mà, mình coi thử mấy cái trụ sắt xong bắt đầu nhân lên bao nhiêu cái trụ sắt là ra thôi. Mỗi cái trụ thì thường là người ta làm cách nhau chẳng hạn như là 5 mét là 5 mét. Không? Nhân lên nó nhanh lắm á. Tôi ngay từ con đi làm thì biết sổ lên cây thôi chứ không? À, cây mình cây thôi hả? Dạ. Ừ. Phải làm nhanh lắm. Tổng giờ chiều tối chắc hết cái đám này thôi hả? Dạ. Quay sợ lắm. Quay sợ lắm hả? À, quay sợ. Quay phim sợ lắm. Những bạn trẻ này vui lắm à. Quay phim. À. Cái đời không có quay phim hả? Cho nên là không ngước mặt lên, ngước mặt lên coi coi. À. Coi chưa thấy à. Chào chị. Làm này được bao lâu rồi? Hả? À, làm cái nghề này được bao lâu rồi? Được nghề cấy nè. Mày mới được 5 năm chứ mấy. Mới 5 năm thôi hả? Ừ. Hàng gì trời ơi, mình á hồi nãy mình đứng ra sao là mình thấy làm nhanh tay lắm. Ừ. Nhưng mà đến hồi đưa cái máy quay phim vô nó bắt là lúng cuống cái tay. Quay phim nó cuồng đấy chứ nó à. Tông được cái này. À, lúng cuống cái tay bắt đầu là trồng không được. Đến hồi về chủ hay là trưởng nhóm họ trừ tiền bây giờ. Ừ. Phải quay đi. Kiểu rung quá. Rung quá hả? À. Bây giờ quay đơn giản mà chỉ có cái máy nhỏ như vậy quay nó, cho nên là nó không phải là như hồi xưa đi người ta đi cả nhóm đông á. Thì nhìn thấy nó hớp quá, chứ còn bây giờ thì không có. Có một người quay à, không? Lấy quay là mình quay vô nơi chứ. Nhiều rồi, có một người ngồi quay à, mà trong khi là đây là 5 chị em lận. À, không? 5 chị em cho nên vẫn áp đảo, cho nên là đây thợ không sợ. Thợ quay không sợ mà chị là rung tay. Đây quay được đông đi, nhiều đông á. À. À, 5 người làm. À, cái này lạc đẹp lắm. Người ta đóng hàng hàng này người ta đổ ra từ khay ra xong bắt đầu người ta bó cục vậy hả? Dạ. À, giống đó cục vậy đó. Ha. Để đi trồng đó. Quá trình giống không? Một mỗi một bịch này chắc là cả một bịch này cũng phải là 700-800 cây, 5-6 cây. Thôi cái gì chúc cảm ơn ngang, cảm ơn mấy cháu. À, cố gắng làm nhanh xong rồi bắt đầu nghỉ chiều nghỉ ngang. Đói bụng thì tranh thủ đi ăn cơm chứ không thôi mệt. Năm người trồng liên tục, trồng đám này tương đối rộng đó. Đám này 6-7 sào á, cái này 6-7 sào á, cái đám mà đang trồng đây nè, còn đây là trồng xà lách curry, bên kia là chắc là đang chở phân lên đồi đó, nhìn bánh xe toàn đất không à, mấy cây đó chở phân lên đồi.